Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy hòa giải nội bộ đảng UMP, tin từ Paris. Sáng nay, cựu Thủ tướng François Fillon đã đi gặp cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đang đứng ra hòa giải tranh chấp sau cuộc bầu cử chọn lựa người lãnh đạo thay thế ông ta. Ông Fillon và quyền lãnh đạo đảng UMP là ông Jean-François Copp đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 18 tháng 11. Hai bên đều tố cáo nhau là đã gian lận. Cuộc tranh chấp đã diễn ra sau khi ông Sarkozy bị thất cử tổng thống và đảng UMP cần cố gắng đoàn kết để có thể quay lại cầm quyền. Ông Fillon đã tới văn phòng của ông Sarkozy, không tuyên bố lời nào với ký giả. Cựu Ngoại trưởng Alain Juppé đứng ra hòa giải hai phe đã bị thất bại. Hy vọng sự can thiệp của ông Sarkozy sẽ có thể giải quyết được vấn đề. Ông Fillon đã nói trên đài RTN rằng cho đến lúc này, ông vẫn nghĩ cần phải bảo vệ cho uy tín của cựu tổng thống và tùy vào cựu tổng thống có quyết định can thiệp hay không, dù sự can thiệp này là con đường duy nhất để giúp thoát khỏi bế tắc.